Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc tháng 8 âm lịch. Tháng 8 sắp qua đi, nhưng vận đen vẫn liên tục bủa vây những con giáp này. Đây là những con giáp vô cùng xui xẻo, ra đường gặp họa liên miên, trong công việc luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên khinh thường. Chuyện tình cảm cũng trắc trở vô cùng, vợ chồng cãi vã, trong ngoài không yên. Vậy những con giáp xui xẻo nhất 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, tháng 8 âm lịch là tháng Kỷ Dậu, xung với những người tuổi Ất Mão, hợp với người tuổi Thìn, tam hợp với Tỵ và Sửu thành kim cục. Con giáp xui xẻo đầu tiên đó chính là những người tuổi Mão. Trong những ngày cuối tháng này, tử vi học cho thấy Dậu Mão tương xung có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mão phải chịu nhiều ấm ức trong 3 ngày cuối tháng này. Bạn dễ bị kẻ xấu hãm hại, gây thị phi để phá hủy danh tiếng. Dù có cố giải thích nhưng vẫn hiện vẻ yếu lý, nhưng đối phương quá cao tay. Nhìn chung trong những ngày này không phải là may mắn với con giáp tuổi Mão. Bạn cần đặc biệt lưu tâm tới chuyện tiền bạc, kẻo bị lừa mất của cải hoặc vay mượn không đòi lại được. Tiền nong phải sòng phẳng, chớ để tình cảm đan xen vào, kẻo lại muốn đòi cũng khó. Phương diện tình cảm cũng khiến con giáp này đau đầu vì chưa đâu vào đâu. Bạn và người ấy dễ xảy ra to tiếng dù là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hai người đều có cái tôi quá cao và không chịu nhường nhịn ai. Chi tiết từng tuổi Mão như sau. Tuổi Ất Mão 1975, Thủy phải chịu nhiều ấm ức vì kẻ xấu hãm hại. Tuổi Đinh Mão 1987, Hỏa đụng độ thị phi khiến danh tiếng tổn hại. Tuổi Kỷ Mão 1999, Thổ cần lưu tâm tới chuyện tiền bạc, kẻo bị lừa. Tuổi Tân Mão 1951, 2001, Mộc tiền nong phải sòng phẳng, rõ ràng. Tuổi Quý Mão 1963, Kim đôi lứa dễ dàng to tiếng vì cái tôi quá cao. Để có được may mắn trong những ngày này, các bạn nên sử dụng màu sắc cát tường như xanh ngọc, xanh lá cây để được quý nhân phù trợ, nên chơi hoặc kết hợp làm ăn với những người tuổi, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Hợi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải hung tinh, tăng cường cát khí trong những ngày này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần luôn mang theo mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để tăng thêm may mắn, tăng cát khí của quý nhân. Khi được quý nhân tương trợ thì vận xui không còn, từ đó tài lộc ùn ùn kéo đến với con giáp này. Con giáp xui xẻo thứ hai phải kể đến trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch là những người tuổi Tý. Tháng Dậu Tý tương phá, trong 3 ngày cuối tháng này dự báo người tuổi Tý có thể vấp phải chiêu trò cạnh tranh, phá hoại từ đối thủ hay kẻ tiểu nhân. Những điều bạn đạt được khiến đối phương sinh lòng ghen tị, ngấm ngầm tìm mọi cách để quấy rối, thậm chí đâm đặt để hủy hoại danh tiếng của bạn. Bên cạnh đó, thiên tài xuất hiện mang tới cho Tý một vài cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái. Nhưng bạn cũng đừng vội vàng bất chấp tất cả mà lao đầu vào đầu tư. Mọi thứ có thể không đơn giản như bạn nghĩ. Đừng quên hung vận trong ngày khá lớn, cẩn thận, cẩn tắc vô áy náy, kẻo mất cả chì lẫn chài. Bù lại kim sinh thủy, dậu sinh kim cho Tý thủy, nên chuyện tình cảm rất thuận lợi. Con giáp này vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện khi tìm được người tâm đầu ý hợp. Mối quan hệ rất hài hòa, bạn và người ấy có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Vậy nên với những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để hóa giải vận đen, tăng cường vận may và thâu thu tài lộc. Tuổi xui xẻo thứ ba trong những ngày cuối tháng này là những gia chủ tuổi Ngọ. Cục diện tương hại khiến con giáp này gặp nhiều trắc trở trong công việc cũng như các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình. Về mặt tình cảm, bạn nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của mình và người ấy. Chuyện tình yêu muốn phát triển phải được do hai người cùng nỗ lực, chứ đừng chỉ có một bên cho, còn một bên chỉ muốn nhận. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được sự dự báo là có thể đạt được một số bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình nhờ thiên ấn che chở. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nên có gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua được. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là bạn có tinh thần đam mê, lòng nhiệt huyết luôn hết mình vì công việc nên mới có động lực để phấn đấu như vậy. Bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về thành tựu bạn đạt được, cấp trên cũng không che giấu sự tán thưởng dành cho bạn. Đừng quan lộ rộng mở, thênh thang. Với từng người chi tiết cát hung như sau, tuổi Giáp Ngọ 1954, Kim đạt một số bước tiến mới trong sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ 1966, Thủy được nhiều người yêu mến giúp đỡ, tuổi Mậu Ngọ 1978, Hỏa có tinh thần đam mê, lòng nhiệt huyết, tuổi Canh Ngọ 1990, Thổ được khen ngợi tán thưởng về những gì đạt được.
Tuổi Nhâm Ngọ 1942-2002 Mộc nên đầu tư thời gian và công sức cho tình cảm. Để tăng cường thêm may mắn, những người tuổi Ngọ nên chọn những màu sắc cát tường, màu cam và màu vàng. Để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì chơi với những người tuổi Dần, tuổi Mùi, Tuất. Đây là những tuổi lục hợp và tam hợp với bản mệnh. Chơi với họ sẽ được cát khí quý nhân tương trợ, tài vận hanh thông. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ cũng cần luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải thị phi, vận hạn của năm, giúp cho gia chủ có được sự tương trợ trong công việc, cuộc sống, từ đó tài vận hanh thông thuận lợi. Con giáp xui xẻo thứ tư trong những ngày cuối tháng này phải nói đến là những người tuổi Thân. Do bị thương quan tác động, tuổi Thân cần duy trì phong độ vững vàng để có thể kiểm soát công việc của mình diễn ra trơn tru. Cứ lúc trồi lúc sụt thì chẳng thể nói trước được điều gì. Có thể bạn dễ bị phân tâm bởi các yếu tố khách quan nên đôi khi làm việc còn chểnh mảng, tốn nhiều thời gian mà hiệu quả chẳng có cải thiện. Về tình cảm, bạn đang có một vấn đề nào đó khúc mắc với đối phương nhưng mãi chưa tìm được câu trả lời. Vậy tìm cách hóa giải, giải quyết tốt nhất là hãy thẳng thắn trò chuyện với người ấy. Nếu cả hai bên đều giữ những ấm ức trong lòng thì tình sẽ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Trong tháng này, vị trí của thai thần ở hướng Đông Bắc, phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân cũng cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh, hóa giải vận xui đeo bám, tăng cường tài lộc cho gia chủ. Vận mệnh chi tiết của những người tuổi Thân. Tuổi Giáp Thân 1994-2004 Thủy cần duy trì phong độ vững vàng trong công việc. Tuổi Bính Thân 1956 Hỏa làm việc chểnh mảng, dễ bị phân tâm. Tuổi Mậu Thân 1968 Thổ tốn nhiều thời gian mà hiệu quả không cải thiện. Tuổi Canh Thân 1980 Mộc tình cảm khúc mắc chưa tìm được câu trả lời. Tuổi Nhâm Thân 1992 Kim nên trò chuyện thẳng thắn để tháo gỡ hiểu lầm. Để có được sự cát tường và may mắn trong cuối tháng này, màu sắc cát tường mà những gia chủ tuổi Thân nên mang là màu vàng và màu bạch kim. Tuổi quý nhân phù hợp cho những người tuổi Thân là các con giáp Tí, Thìn, Tỵ. Quý vị nên chơi với những con giáp này để cải tạo vận may, tăng cường vận quý nhân trong tháng 8 âm lịch xui xẻo này. Con giáp xui xẻo thứ 5 trong những ngày cuối tháng này là những người tuổi Dậu. Trong tháng này vướng phải cục diện tự hình nên gây ra những suy nghĩ lo lắng, rối bời, ảnh hưởng đến tâm trạng của con giáp này. Dường như bạn đang trở nên độc đoán khi quá coi trọng bản thân mà không quan tâm đến những người khác, luôn muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người. Điều đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ với đồng nghiệp và gây cản trở cho công việc. Không khí căng thẳng ảnh hưởng tới hiệu suất chung, vì vậy hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp quá trình làm việc trơn tru hơn. Vậy nên những người tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải hung tinh, hóa giải vận xui và chiêu mời cát tinh, giúp cho vận trình của người tuổi Dậu được may mắn và hanh thông. Vận tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu tăng trưởng trong ngày thực thần độ mệnh, kinh doanh buôn bán hay làm thêm tay trái đều có lợi nhuận rủng rỉnh. Hơn nữa bạn không chi tiêu quá nhiều nên cũng tiết kiệm được một khoản kha khá dành cho mình. Những điều cần lưu ý với người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tháng này. Tuổi Ất Dậu 1945-2005 Mệnh Thủy, vận tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng. Tuổi Đinh Dậu 1957 Hỏa, kinh doanh buôn bán có lợi nhuận rủng rỉnh. Tuổi Kỷ Dậu 1969 Thổ, có khoản tiết kiệm kha khá cho mình. Tuổi Tân Dậu 1981 Mộc, tâm trạng sa sút trở nên áp đặt suy nghĩ. Tuổi Quý Dậu 1993 Kim, mâu thuẫn với đồng nghiệp, hiệu suất suy giảm. Để có được sự may mắn và hanh thông, màu sắc cát tường mà những gia chủ tuổi Dậu nên chọn là màu trắng và màu bạc. Quý nhân phù trợ những người tuổi Dậu là những con giáp tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Đây là những tuổi lục hợp và nhị hợp với những người tuổi Dậu. Hãy chơi thân và kết giao với những con giáp này để tăng cường vận may trong công việc cũng như trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Con giáp xui xẻo cuối cùng ở tháng này là những người tuổi Tuất. Cục diện tương hại gây hung vận khá lớn khiến cho bao nhiêu may mắn của người tuổi Tuất dường như tan biến hết. Công việc của bạn không mấy suôn sẻ và bạn liên tục mắc phải lỗi sai, tâm trạng vì thế cũng trở nên bực dọc, khó chịu, càng loay hoay lại càng lộ ra điều sai sót. Gặp kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền, mất bạc, làm ăn thua lỗ hay bị lừa lọc của con giáp này. Do con giáp này không sáng suốt khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc nên vô tình phạm phải sai lầm đáng tiếc. Vậy nên những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hóa giải thị phi và tăng cường vận may tài lộc trong những ngày cuối tháng này.
thổ sinh xuất cho kim, tuất thổ sinh xuất cho dậu kim, còn là điềm báo chuyện tình cảm có nhiều biến động, mâu thuẫn, bạn và người ấy đều bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, không ai chịu nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống để giải quyết. Điều đó chỉ khiến cho tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Vận hạn chi tiết cho những gia chủ tuổi tuất, tuổi giáp tuất 1994, hỏa, hung vận lớn khiến may mắn tan biến, tuổi bính tuất 1946-2006 thổ, liên tục mắc lỗi sai trong công việc, tuổi mậu tuất 1958-2018 mộc, càng loay hoay lại càng lộ ra nhiều sai sót, tuổi canh tuất 1970 kim có nguy cơ mất tiền, làm ăn thua lỗ, tuổi nhâm tuất 1982 thủy, chuyện tình cảm có nhiều bất động. Để tăng cường may mắn, những gia chủ tuổi tuất nên chọn những màu sắc cát tường như màu vàng và màu xám. Quý nhân phù trợ cho những người tuổi tuất là tuổi dần, tuổi ngọ và tuổi mão. Quý vị thân mến, trên đây là 6 con giáp xui xẻo nhất trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!